xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh ẩm thực quê hương. Hôm nay mình lại giới thiệu cho anh em một món mới anh em ạ. Đó là món thịt ướp và trao giềng xả, hành tỏi móc mật nhá. Gọi là trao thập cẩm anh em ơi. Đó, đây mình đã ướp qua với lại nước sốt mình tự chế này. Nước sốt có cùng tương ớt xì dầu và gói ướp chanh xả. Và đây là có giềng. Đó, giềng bây giờ mình sẽ cho thêm một ít ngũ vị hương nữa anh em ơi. Cho thêm một ít ngũ vị hương đấy nha. Ngũ vị hương và hạt tiêu mình đảo đều lên. Còn nó nát mình trao mình sẽ bỏ hành củ và tỏi củ nhá, chứ mình không có băm ra. Mình để nguyên cả củ vậy luôn anh em ạ. Lát nữa anh em ăn củ tỏi nó sẽ rất là bở, củ hành nó sẽ rất là ngọt, rất là thơm luôn anh em ạ. Còn tất cả những cái gia vị mình đã ướp vào trong này rồi, cùng với nước sốt và tất cả mọi thứ, nước sốt, giềng xả, ngũ vị hương và lát nữa mình cho ít hạt tiêu mình chính anh em ạ. Xả anh em lưu ý, xả anh em mình dã nhá, cho tơi xả. Thơm những nách rồi anh ạ. Chỗ này là 3,5 kg thịt thì anh em cho 2 gói ngũ vị hương thôi nha. Đó. Cho mình đảo đều đấy nhá. Cái nước sốt thì mình ướp trước rồi. Những cái này mình cho đảo đều, mình để ướp khoảng tầm 10 đến 15 phút nữa. Là ok anh ạ. Cho ít hạt tiêu. Tiêu nha anh em. Con này mình gọi là thịt, gọi là ướp thập cẩm thành phố Hồ Chí Minh anh em ạ. Và đấy thôi, chủ đạo của nó là giềng và xả và hành tỏi anh em nhé. Ướp chiên móc mật, ngon nhức nách luôn anh em ơi. Đó. Như thế xong mình để trong vòng 15 phút anh em ạ. Nát là mình đi mình chiên nhá. Đây anh em nhá, bây giờ mình bắt đầu công đoạn là trao thịt đây. Gồm có hành củ và tỏi củ này, để nguyên củ như vậy nhá anh em nhá. Lá móc mật, thịt, dầu anh em đợi sôi hẳn lên rồi anh em bỏ hành tỏi trước nha. Chào ạ. Dạ. Thịt này, thịt đấy ạ, thịt cầy ạ. Đấy, anh em để cho thật sôi dầu, sôi tỏi. Đó. Cho hành, cho tỏi vào cho trước anh em ạ. Ừ, đó, anh em trao tỏi và hành trước nha. Mình để cho khoảng tầm 2 phút anh em ạ. Đó, 1 đến 2 phút bắt đầu mình đi cho thịt sau anh em. Bắt đầu cho mình nha.
Chào anh ba mẹ anh em. Cái lấy nó rồi. Cái lấy nó mà mẹ. Đây anh em nha. Thịt khi thịt đã chín vàng đều rồi nhá. Là anh em bắt đầu phải bỏ cái nấm mốc mật vào anh em ạ. Nấm mốc mật anh em lưu ý là anh em bỏ sau nhá. Đó, vì cái nấm mốc mật nó rất mà là mỏng, nó rất là nhanh giòn anh em nhá. Mình chỉ bỏ vào khoảng tầm đến 30 giây thôi. 2 đến 30 giây. Đủ sôi mình đảo đều đi cái là mình tắt bếp mình vớt ra nhá. Quá đẳng cấp luôn anh em ạ, vàng ươm. Anh em xem thấy hay thì anh em nhớ like đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình nhá. Những video tiếp theo sẽ làm những video hay hơn để cho anh em biết được những món ngon độc và lạ nhá. Món này chắc ở đây chắc có mình làm thôi. Món này mình học được của ông chú ở bên Australia nha. Đó, mình tắt bếp đi, mình vớt nó ra. Ôi ơi anh em ơi, thịt vàng ươm anh em ạ. Làm mâm thịt siêu to khổng lồ luôn anh em ạ. Wow. Đó. Quá là ok luôn. Thịt anh em lưu ý nhá, thịt anh em xái miếng vuông nhỏ nhá, bản vuông nhỏ. Thì cái thịt nó sẽ giữ được cái độ mềm ở giữa. Ngoài giòn, giữa mềm. Mình mà thái mỏng thì cái miếng thịt nó sẽ bị cứng anh em nhá. Và mình ướp nó có thể được khoảng tầm 30 phút. Mình ướp 30 phút thì nó mềm thịt. Đây. Ướp rất là đơn giản anh em. Lát nữa mình sẽ trao hết mẻ thứ hai, mẻ thứ ba rồi mình vớt hết cả thẻ nha. Ngon thế. Nhìn đã hấp dẫn rồi. Ok. Đây rồi anh em nha, mình vừa hoàn thành xong đĩa thịt trao hành tỏi đây. Hành củ nha, hành củ còn nguyên củ, tỏi còn nguyên củ, tỏi nó mốc mật. Vàng ươm. Thơm nừng anh em ạ, nhức người luôn. Anh em xem thấy hay thì đăng ký comment và chia sẻ cho mình nha. Nhớ like đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình. Để tiếp tới mình sẽ ra thật nhiều video hay hơn cho anh em nha. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều nha.